Thương Tín bức xúc bác tin đồn qua đời. Vừa qua, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước thông tin diễn viên Thương Tín qua đời. Cụ thể, thông tin lan truyền cho rằng nam nghệ sĩ vừa mất do đột quỵ. Tuy nhiên, khi chúng tôi kết nối qua điện thoại, Thương Tín vẫn nghe máy và tỏ ý không hài lòng trước tin đồn thất thiệt về mình. Diễn viên Biệt Động Sài Gòn nói hiện tại ông đang cùng vợ sống tại quê nhà Phan Rang và sắp tới sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Thương Tín nói nhiều người điện thoại hỏi thăm vì đọc tin ông qua đời lan truyền trên mạng. Điều đó khiến nam diễn viên không hài lòng, bởi bữa giờ tôi bị đồn chết mấy lần rồi. Thật sự cuộc sống của tôi khó khăn thôi chứ đâu có chết. Thời buổi gì mà muốn cho ai sống ai chết đơn giản quá. Mà thôi kệ, cuộc sống vậy rồi biết sao giờ. Mà từ vụ này mới thấy mọi người còn quan tâm tới mình. Nãy giờ nhiều người gọi hỏi lắm, sống chết của mình cũng còn quan tâm vậy đỡ buồn hơn. Cuộc sống của tôi hiện tại bình thường, hơi buồn. Tôi đang sắp xếp để vào thành phố Hồ Chí Minh để bàn công việc. Thực sự ở quê mình không có việc gì làm. Một mình tôi thì không sao, chứ còn vợ con nữa cũng khó khăn. Tôi cũng muốn vào thành phố Hồ Chí Minh để kiếm phim, chứ nghề của mình thì đâu thể bỏ ngang được, còn sức thì còn làm. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình còn cơ hội để làm việc, chứ ở quê không có gì làm, sống lầy lắc qua ngày. Ông chia sẻ về cuộc sống và dự định sắp tới. Nói về sức khỏe sau đột quỵ, Thương Tín cho biết tôi cũng đỡ hơn mà còn yếu, chưa bình phục trở lại. Mình đi bộ lâu lâu là mệt, chân cũng yếu nên đi đứng cũng không bình thường.